À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Phật. À, có một câu rất là hay mà những đức cũng nhắc rất nhiều lần. À, khi mình niệm Phật giọng à, tưởng nhiều, giọng tưởng ít gì. Cứ mặc kệ. Chú tâm vào câu Phật hiệu giọng tưởng tự mắt và câu vật hiệu tự nhiên phát ra tự nhiên rất là hay thí dụ như có những lúc 12 giờ khuya mình tu đi cái này cũng là những loại vọng tưởng này mình nghĩ ủa sau lưng của mình đang có ai vậy ta cái mình lúc mình niệm phật cái tự nhiên mình trong tâm mình nó cứ suy nghĩ mình quay lại coi thử coi nó có ai không đó, thấy không? đó là cũng một loại vọng tưởng làm cho mình niệm phật không an và thêm một cái nữa khi mình niệm phật mà mình đang trốn người có những người niệm phật mà cũng trốn người nữa tự nhiên mình niệm chút mình nghĩ không biết có ai tới không đâu mình quay ngoái ngoái mình coi thử coi có ai tới không hoặc tự nhiên cái lúc mà vọng tưởng đó thì mình lại cảm giác như cửa ai đang mở thấy không đó cũng là một loại vọng tưởng mà mình niệm Phật không an Tất cả những loại này Chúng ta nên an định tâm lại ngay câu Phật hiệu Thì dù có ai đến hay gì cũng Không có để ý tới Hoặc là tự nhiên mình đang niệm Phật thì mình nghĩ Mình đang niệm Phật gì không biết có ai phía sau mà gình gình lấy cây gõ đầu mình cái Cho nó xỉu nó lấy củ hết trơn không ta Nó cũng có những loại vọng tưởng gì nữa quý vị Khi ở nhà mình á mình nghĩ mình tự mình tưởng tượng mình đang niệm phật mà mình tưởng tượng vậy đó tưởng tượng rằng là mình niệm phật gì à, lỡ ai vô à có lấy cây nó gõ đầu mình cái nằm tại chỗ lấy củ hết trơn thì sao tự nhiên vừa nghĩ gì cái nó dẫn dắt mình thôi để ra coi cửa nào coi sao phá lại rồi mới chạy vô niệm phật nữa đó nên tất cả những loại vọng tưởng này nó quân tập nó hình thành để chúng ta khi cặn tử nghiệp là không được giáng sanh tại cặn tử nghiệp ý niệm nó chỉ cần càng... Sai cái thôi là mình đã thất bại một đời tu của mình đó. Ý niệm cuối cùng nó quan trọng Nhưng mà cái ý niệm cuối cùng là lúc cái giọng cái vọng tưởng mà dẫn dắt mình còn duy trì niệm Phật hay không Nên mới nói rằng là khi niệm Phật phải chú tâm câu Phật hiệu vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít Thiện niệm, ác niệm mặc kệ chỉ lo niệm Phật Đó là thành công của đường gian sanh Là ý niệm câu Phật hiệu vẫn duy trì Còn những vọng tưởng cứ mặc kệ nó Tự qua cái này câu này nó không đơn giản đâu quý vị cho nên những đức nêu những điều đó chắc chắn quý vị Có nhiều người sẽ gặp phải Có những tâm vọng tưởng rất kỳ cục ừ. Hoặc là mình niệm Phật mà mình sợ ông chồng gì Ông không niệm Phật, ông chữ hoài Ông đi làm ở nhà niệm Phật Mình nghĩ giờ này chắc ông biết về chưa Đang niệm Phật lễ Phật mình Ngoái ngoái mình coi cửa ông có về chưa Về chưa, chưa về thì niệm Về tắt máy liền đó cũng là một loại vọng tưởng nữa quý vị thấy chưa tuy là niệm vật nhưng mà một thời tu đó mình lại không thấy an lạc tại vì nó bất an sao mà an lạc nó khi niệm vật mà nó chú tâm được có vật hiệu thì nó an lạc thí dụ như quý vị nhớ nghe để ý trong thời điểm này tại sao quý vị ở nhà vị tu mình nhưng mà thấy quá an lạc cái này nè khi những đứa tu chung những đứa mới để ý nè thì sao vì cái âm điệu niệm Phật của những đức lúc những đức niệm nó quá chú tâm nên những đức tu âm ra cái điệu lễ Phật này nó du dương. Và cái cách niệm này nó giống như bắt thang vậy đó. Nó như bắt thang vậy mà bắt thang này nó có khoảng cách. Giống như niệm mà hòa được với âm. Thì giống như quý vị càng niệm càng háo hức và càng tiến lên vậy đó. Giống cái điều niệm Phật này là cái cái nhịp niệm nó gọi là tiến lên quý vị. Là sống trước rồi tới sống sau cao hơn sống trước rồi sống sau cao hơn nó cứ vượt lên vượt lên vậy đó là cái điều niệm phật này là cái 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 giống hình là bởi vì con ngoài biển mà sống trước rồi sống sau nó cứ dập 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 tiếp tục vậy đó mà sống trước ít sống sau càng cao nó là phương pháp niệm phật này y vậy luôn vì để ý đi giống bắt thang vậy đó nó có khoảng cách nhưng khi vị niệm phải hòa âm được với cái, cái tiếng niệm phật đó hòa âm được nên hai giờ khuya mà Mà nói mà những đức mà tu là Những đức phải lựa cái âm người tu Nếu mà tu gần những đức là phải lựa âm người tu Quan trọng Tại vì ngay cái tần số của những đức mà chỉ cần loãng cái thôi Là ảnh hưởng hết tất cả tần số người khác Tại những đức là tổng đài chính Nên cái người mà tu gần bên cạnh những đức là quan trọng lắm Họ phải có một cái biết niệm Phật Cái biết niệm Phật đây là họ biết hòa âm vị. Họ biết hòa âm và và biết dừng lại khi mình vượt âm Thì biết vì sao mà có những ca sĩ mà người ta kết hợp Ba người hát chung, hai người hát chung Vì hai người này người ta rất hiểu ý nha Nên khi người ta hát là bắt đầu là người ta sẽ biết Biết nương nhau để mà cùng hát Nên hai người người ta cùng hát rất hay Nhưng mà nếu hai người mà mạnh người nào nấy hát Thì vì nghĩ sao <laughs> Nên tại sao quý vị vô trong đạo tràng Vì tu mà quý vị không có an lạc nhiều biết không mà trong khi nói đức chúng như biển cả mênh mông là do chỗ nào biết không Đông người thì có lực Nhưng mà cái lực này không hòa lực Nên nó không phát lực Giống như bây giờ 10 người là ginh một cái cây Nhưng mà người ginh người không ginh Người thì háo hức lên Người thì không háo hức Hoặc là 10 người mà càng lừng, lùng lùng với thằng cao Thì bây giờ thằng cao nó ginh chết mồ Thằng lùng nó có ginh được gì đâu Nên dù có 10 thằng đi chăng nữa thì nó phá hoại Cho nó không được nên thà mình lựa ra bốn thằng đồng sức Để ginh cái cây thì được Nhưng mình lựa mình lo ra 10 thằng mà Thằng lùng, thằng cao, tứ tung lang tan Còn thằng thì lùng xỉn Nó phải ngót lên gì nó nhìn Nhưng mà nó không ginh mà có khi nó còn dính cái cây Nó gịch xuống nó tại nó lùng quá Nó dính cái cây nó gịch xuống Mình nặng chết một Nên tuy là 10 thằng mà không bằng bốn thằng Tại vì bốn thằng mà nó lựa đồng sức cái nha nên Hòa Thượng Định Không Ngài nói rằng là Đời của Ngài đi tu lựa bốn người cùng một chúng đi tu mà đời người tìm không ra ghê chữ quý vị kinh nào rồi khóc không nói rõ ràng luôn đó nó nên tại sao quý vị vô trong cái đội hội chúng đông người bị tu mà không có ai lạc nhiều nó không được lợi ích nhiều là do sao biết không vì nó 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 phan thí luôn nó vô đó tứ tung lang tang nó phan tá lả bình chứ <laughs> mà mấy cái tên mà chuyên nghiệp là bị vướng nặng nhất tại vì nó chuyên nghiệp quá nên nó nhìn mấy thằng mà nghiệp dư nó tức <laughs> cái này là cái mà tuy mà mình nói mình địa phật chuyên nghiệp nhưng mình dở nè mình gặp nghiệp dư là nó phan mình là mình phải làm sao dừng lại tại mình mà hước theo là mình chết chắc luôn giống như ca sĩ chuyên nghiệp mà gặp ca sĩ hát phan khoan là hát đại đó mình mà theo nó chút là mình khan tiếng chắc chắn luôn nên mình phải tạm dừng để cho ca sĩ tự hát này nó hát thảo mái đi mình không có theo được nên mình phải an định lại để dưỡng sức đó là khôn đó nên đó cũng là an định tâm đó quý vị nên nên quý vị vô hội chúng đông quý vị thấy không bởi vị nhìn nhiều cái lỗi lầm lắm Vì họ phan đại phan càng Họ niệm tứ tung lang tang, Họ lại tá lã âm binh luôn Nên quý vị luyện được công phu an định Là quý vị phải đi vô chỗ đông người Quý vị mới kiểm được cái tâm Là Lúc đó với tâm quý vị sao quý vị sẽ biết liền Nên tại sao tôi trong hội chúng đông người Mà không có kết quả trong khi đức chúng như biển cả Minh mông Đức chúng như biển cả Minh mông Chỉ được cho cái người mà giải đại thôi Tại vì giải đại nó kéo vô còn người mà đã tinh tấn rồi thì phải có một chỗ đi rèn họ luôn Giống như một con người có năng lực là phải có chỗ đi rèn luôn Cho người này thành công Đó Nên quý vị mà tu ở nhà này là quý vị Đa phần là phải nói gọi là cao thủ <laughs> Nghe không? Cao thủ núp trong lá ủ <laughs> Họ cao thủ này một ngày nào mà đi lạo pháp hội đông người Mà cao thủ này mà mà rớt đầy với mấy tên nghiệp dư mới đến thì bị vi thù phải về tiếp tục luyện công phục nữa thấy không nó tu dữ dội lắm nghe pháp đồ dữ lắm nhưng mà khi gặp chỗ đông người mà săn si nhào vô và gặp người ta hơn thua là nói cũng nhào vô cự luôn là quý vị, vị là dở rồi đó hãy về tự kiểm điểm mình đi mình dở rồi đó nghe quý vị nó nên từ nơi đó mà cái chỗ nào nó cũng là bài pháp hết chứ không có đơn giản đâu nó nên khi mà những đức tu mình những đức với cái máy không là là làm thanh những đức những đức quyết định được cái cái hòa âm hay lắm nhưng mà một số bà mà mà lạng hoạn vô mấy bản niệm tá lạ âm bình <laughs> tại vì sao vì cái nhịp của mình niệm á, là cái nhịp niệm dừng cái niệm của những đức là vì ý là cái nhịp dừng dừng rồi tôi phát âm nên nên như đức có nói là sống trước thấp hơn sống sau là gì tại vì dừng được nên nó hít được một hơi sâu Nó thành ra cái lực niệm câu sau là Mạnh hơn câu trước nữa Rồi dừng cái mới hít được một hơi nó niệm thêm Nên khi cái âm điệu này niệm không bao giờ mà Tu không bao giờ mệt Nhưng mà mấy bà không quen thì mấy bà chơi luôn Một hơi bốn câu Mà một hơi khi đã bốn câu là bắt đầu nó chặt nhịp Mà chặt nhịp mà thường là mấy bà đó mấy bà niệm lớn Mà niệm lớn thì nó nó hơn cái câu của máy phát mà trong khi cái thằng máy là giảng mà bả dẫn thằng máy mà bả cái dẫn thằng máy thì cái như là xong luôn xong chuyện nên quý vị nhớ là quý vị đi đến đâu tu thì máy nhỏ bắt thì phải niệm nhỏ hơn máy bắt lớn thì mình niệm lớn hơn một chút nhưng mà mình phải giữ máy một một nhem hay nhem gì đó phải giữ giữ để cho máy nó dẫn tại nó là thằng dẫn dẫn đường mà mình mà dẫn nó thì ngược là nó không có, nó không có chịu thua mình thì thằng máy sao chịu thua thằng máy thì nó càng quét thôi mình sao nó cũng càng đỡ càng vậy đó. Còn người thì nó mới hòa hòa được Mà hòa là phải hiểu cái mới hòa Còn không hiểu là nó chổi nó Nên cái chỗ mà tu mà có người là phải cẩn thận cái tâm này đó Không khéo phiền não đó Tu một thờ là sanh tâm phiền não Bực bội khó chịu đó Cái này là bệnh nhiều bệnh bệnh, bệnh, bệnh dính nhiều lắm nè dính cái bệnh này mà ở chỗ đó thì quý vị biết sao Khi quý vị gặp cao thủ niệm mà gọi là chổi bản Hoặc niệm mà háo hức Hoặc niệm mà tứ tung lang tan hoặc tới niệm quan âm thì người ta niệm nhịp nó niệm nam mô quan thế âm bồ tát thì người ta niệm gì thì người ta niệm câu nào mình ngưng thì mình ngưng đi còn này mấy bà theo mấy bà cứ theo hoài vậy bà dùng hết hơi bà theo 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 nam mô quan em bà ta nam mô quan em nào ta nam mô, quang đếm, ta, nam mô quang làm chút là mình quý vị mà theo là bị chết chắc phiền não chắc chắn luôn nên vì đừng có theo những con người đó mà vì im lại bị nghe cái nhịp quan âm thôi còn mấy bà niệm sao bả niệm kệ mấy bạn, mấy ổng niệm sao mấy ổng niệm kệ mấy ổng thì bị thành công còn bị theo một chút là viền não đó Hay bị gặp trường hợp này bị phải giải quyết vấn đề là Im lại nghe Có vật hiệu thôi Là được Còn nếu không bị mà theo một chút là chết hoặc là quý vị tức quý vị nó mình giờ mình niệm lớn lên để dẫn với bà nhưng mà mình niệm lớn thì bà niệm lớn theo cuối cùng bà phá âm của mình cuối cùng chút mình là hết nổi rồi. mình tức rồi là xong một thời tu của mình cái như là rồi đi đi tiêu luôn á không giảng sanh đâu No, đó là những điều kinh nghiệm khi tu, tu, tu với đại chúng đó mà chia sẻ cho vị nghe đó thấy không vị sẽ gặp phải không có chuyện dẫn chơi đâu nghe à, mà nhất là những cái dân mà chuyên nghiệp là ưa bị cái dân nghiệp dư xử lý lắm dân chuyên nghiệp là bị xử lý á nó nên no, no, no. cái vị nhớ câu hoạt hiệu này sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho nội tâm của mình và khi chúng ta là người nghe pháp về nhân quả, về niệm Phật, về nhớ. Chúng ta khi gặp một bất cứ một sự cố nào trong cuộc đời cứ bình tĩnh niệm Phật đi. Làm sao mà tâm bình tĩnh thì vị biết rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp là là hiện tại chúng ta đang dùng cái phương pháp tu tập này mà khi mà đã là dùng phương pháp này rồi nó phát một cái tâm bình an mà cái tâm bình an thì nó sanh ra cảnh bình an. Còn nếu như mà mình học đạo mình nghe pháp mình biết niệm phật mà tâm mình bất an là nó làm cho hoàn cảnh sẽ bị bất an nên hoàn cảnh là do từ tâm sanh ra nếu mình tin nhân quả thì mình sẽ an định cái tâm mình dù là nó lộn xộn hay là ổn định nhưng mà mình sẽ chỉnh đốn cái tâm mình lại rất mau không phải là không bị cái việc bị nhưng mà bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại khi nó bị những cái bất an nhưng phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại suy nghĩ là việc này mình có nên Chạy theo nó hay không Và mình nên quyết định như thế nào Nên cuối cùng mình nói bây giờ thôi Không giải quyết được vấn đề này nữa rồi Cố gắng cũng không được rồi thôi Hoàn toàn bỏ một con vật hiệu nhiều hồi sáng như Đức gặp một cái cô này Cô nói rằng là Cô bị ung thư Chữa bệnh này nọ Bác sĩ đồ chữa bệnh đồ dữ lắm Nhưng cuối cùng Bó tay hết luôn Chịu thua hết luôn Có nghĩa là cô không còn một điểm nương tựa nào hết chứ Thì lúc đó hoàn toàn chỉ có tin vật niệm vật thôi Cuối cùng cô niệm Phật à, Đâu hai tháng vậy đó Thì thấy sức khỏe càng ngày càng tốt lại Cuối cùng là chỗ bác sĩ khác Bác sĩ khác Cô hết ung thư Đây là hồi sáng cô ngồi của tu kế bên như đích Mặt rất sáng luôn Rất tỉnh táo luôn Đặc biệt là hết bệnh ung thư Ghê không Nên cái niệm Phật của mình mà không có cảm ứng là do mình còn nhiều phương hướng đó, quý vị Nhiều phương hướng á chưa đâu từ 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 nên không cảm ứng nhưng mà khi đến mức mà giống như Chỉ mành treo chuông đó mà niệm đó Là cảm ứng liền Nó tức khắc đến cái giây phút cuối cùng của mình Là quyết định luôn Là cảm ứng Tại vì không còn vốn biếu được ở đâu nữa cảm ứng liền Nên khi mà mọi người bỏ rơi mình hết Sự nghiệp cũng mắc luôn Bệnh đau gần chết mà cái kiểu này niệm Phật là dễ dàng xanh Tại vì quý vị không còn chỗ nào để nương tựa chứ Chỉ còn nương tựa ai với Đạo Phật Thì quý vị sẽ thấy cảm ứng Mà đã cảm ứng được lúc đó rồi mới tin con Phật hiệu nên cái người mà tính nguyện có vật hiệu không đơn giản chút nào Thật sự mà nói Nếu như bình thường bình thường khỏe mạnh tu phơ phớ Chưa chắc tính nguyện Người này chưa chắc tính nguyện Cái người mà trong tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là người này Phải gặp sự trở ngại chung chung Phải bị rơ rớt Và bị, bị tan nhà mất mạng đủ chuyện xảy ra Nhưng mà niệm Phật vượt qua rồi mới tính nguyện gì Có vật hiệu còn người mà chưa có sự việc gì thì xảy ra là chưa đâu Không có nói gì đến tính nguyện niệm Phật đâu quý vị ạ à. Không có đâu Thật sự Người này cũng sẽ rất dễ giao động tâm Và tu cũng rất dễ bỏ cuộc luôn Còn nếu trong sự cố khó khăn nhất Mà niệm Phật vượt qua Thì lúc đó con Phật hiệu không bao giờ bị bị bỏ đâu Tại vì vị đã biết rồi Sự lợi ích là chỗ nào vị biết rồi Nên thành công Nên Cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà sợ ma là là vì bị trở ngại lớn lắm á Hiểu chưa Cái tâm sợ ma là cái tâm mà trở ngại Con đường giảng sanh lớn dữ lắm đó cẩn thận nha quý vị ừ. tại vì khi cái tâm đó mà sợ là cặn tử nghiệp quý vị nó sẽ đến nó làm cho bị quảng hốt và không niệm phật được thì mình chết bị kéo đi theo thôi hiểu không hôm kia nhà đức nghe cái anh ấy nói câu ở ngoài đâu đó, lâu quá nhà đức không có lên thành phố mà lên mà cũng không đi đâu không biết thành phố có mấy cái tòa nhà gì to với lắm cao bự dữ lắm mà nghe nói cái mấy cái tòa nhà đó ngày xưa có người ta chết rồi sau này tự nhiên mấy tòa nhà nó mới ở đông Nó lớn dữ lắm Mấy tòa nhà gì lớn vậy lắm ừ. Trên thành phố Mà nghe nói là Người ta không ai ở được trong đó chứ Nó thật sự mà nghe Ở trong đó mà mà, mà lễ quý quan âm Mà cho những đức tổ chức Mà ai mà bảo kê những đức tổ chức thử đi Đức làm thì vì thấy những đức làm lễ với quan âm lễ với di đà nhà đức ở trong đó cho thấy vô đó ở luôn á nếu thở tôi chết tôi chịu ký giấy đàng hoàng luôn cho tôi làm đi tôi làm cho cho tôi mở pháp hội 5 năm đó thì xong tôi trả lại cho <laughs> thử đi rồi sẽ thấy à thật sự trong lòng như đức thích làm một cái gì đó mà người ta bỏ cuộc rồi mà làm cái vì nó mới cái thấy đặc biệt nhớ chưa nó mà 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 gỡ như đức mấy tấm hình mấy tòa nhà bự ghê thiệt chứ tòa nhà gì chứ quý vị cũng biết rồi đó nha ba cái dãy nhà bự dữ lắm mà nghe nói người ta không dám ở Thấy không nó vì thấy nếu như mà có vật hiệu mà cái tâm cái người vô đó ở đó nghe mà trước khi mà vô đó mình phải ba ngày mình phải cúng cúng thi thực cho người ta ba ngày đàm phán với người ta cứ nghe tôi đi đến đây là giúp quý vị chân thật bằng cả tấm lòng người ta biết cái tâm quý vị nghĩ sao chứ nghe còn nếu như quý vị đi đến đó mà quý vị cái tâm là quý vị muốn đuổi người ta đi tại vì có phần âm ở đâu thì quý vị muốn đuổi người ta đi là người ta sẽ tập trung hết nhân nhân lực người ta lại để giải quyết à tại vì mình muốn đuổi người ta đi là không được nhưng mà cái tâm mình đi đến đó phải là quá giải là giúp người ta giống như người ta cũng cực kỳ khổ mình là mình giúp thiệt nó ba ngày mình phải cúng từ phóng sanh cho tới cúng thí thực cho thiệt lớn và mình nói chuyện làm sao đàm phán với người ta là tôi đi đến đây là thật lòng muốn giúp quý vị hiểu không nếu quý vị để cho tôi ở đây chân thật 100% tôi giúp quý vị nếu tôi có tâm hại quý vị quý vị cứ xử lý tôi thôi thấy không Thì tôi giúp quý vị tức khắc nơi đó là trong vòng mấy năm sau thôi cái 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 cái, cái mà phần âm nữa đó nó siêu thoát hết mà âm siêu thì dương lão liền tức khắc ba vị, vị, vị trí nhà đó phát triển tốt tại vì sao được đàm phán được dạy mỗi ngày giống mình chia và sẽ vào pháp cho người nghe và người âm nghe luôn Tự nhiên cái tâm quán thù Báo thù giải đi Tức khắc ta siêu thoát từ từ hết chứ Giống ngày xưa nhà Đức đi đến một cái nơi ở Mà nơi nó hôi Mà mà, mà, mà cái nơi nó kinh khủng lắm Vậy mà những Đức đến 3 tháng thôi Tức khắc nơi đó nó giảm 70% hôi Ghê chưa Nên Phật Pháp nó có một cái công năng gọi là giải tâm mấy vị Nó giải tâm người sống Nó mới quá giải người chết Mà nếu cái tâm người sống mà báo thù Là tâm người chết sân hạn Nó theo vị trí vậy đó nên từ nơi đó mà quý vị đi đến đâu mà muốn quá giải quán nghiệp á, Là cái tâm quý vị á, là quan trọng Là Phật Pháp là giải tâm Nên tuyệt đối không có hại người ta Cái giáo Pháp của Phật không có đối lập Điều là quá giải hết Thì đi đến đâu người ta cũng có thể cho bị sống nhưng Tại vì vì lỡ là giúp người ta đâu có hại người ta đâu Bằng tâm chân thật Nhưng trước ba ngày phải lỡ cúng kiến nơi đó đàng hoàng Rồi đàm phán đàng hoàng với người ta xong Rồi vô đó ở Thấy không rồi tức khắc vô đó ở được liền trong vòng nửa năm sau từ trường nữa đó sẽ tốt Cách tôi làm sao không biết Mà từ trường nữa đó nhất định sẽ tốt Và người từ từ càng ngày càng đến nó đông à, Trong vòng 5 năm, năm sau tôi nơi đó hoàn toàn Sạch sẽ hết luôn Từ trường trở lại đặc biệt tốt đẹp Chắc chắn quý vị luôn còn nếu tôi thúi thiếu phước thì tôi bỏ mạng tôi chứ làm sao bây giờ <laughs> cái này là chấp nhận thôi không mình làm chân thật tặng đó lòng mình thôi thật sự cái tâm những đức thích đem với ông tình độ giới thiệu với Nhất là những cái nơi thành thị đông người Mình tin có vật hiệu này lắm Vì cái nơi thành phố đông người rồi Cái 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 nhiều người đông người quá Nên quán nghiệp nó cũng nhiều Nơi những nơi gì mà có những đạo tràng lớn Mà tu tập thật sự nghe Là nó, nó giúp cho cái nơi đó tốt đẹp Hoàn cảnh nó sẽ tốt đẹp Người dân làm ăn được càng đặc biệt tốt đẹp Thật sự Mình tin chỗ này Mình tin 100% nhưng đừng bao giờ có cái tâm mà gọi là danh lợi gì trong đó thì mới sống nổi những cái nơi có quán khí nặng. Quý vị chỉ cần sai cái tâm một cái thôi là chết chắc. Xử lý về liền không nói dòng do. Mà vô đó nó làm cho những nước 5 năm sau chắc an định tâm, niệm Phật thành phiến luôn. Tại vì không dám nghĩ cái gì tầm bậy, không dám làm tầm bậy. Tại vì làm tầm bậy cái là mấy con ma nó lôi đi mà le lử. Cũng chết luôn. Tại vì <laughs> nghĩ tầm bậy nó xử lý mình liền á. Tại vì phần âm người ta có ngủ thông người ta biết được tâm vì nghĩ cái gì nên khi quý vị đi đến đâu mà người ta mà quan hỷ hoàn cảnh ở đó nó tốt đẹp là do gì phần âm ta chấp nhận á âm siêu dương lợi nó mới được cái tâm phải chân thành nghe còn một số chuyện sai về hành động thì có thể chút chút con người ai cũng sẽ có đó nhưng mà cái tâm chân thành người ta cảm tâm bị đó cái tâm chân thành và hành động có sai là cái điều này nó có hai vị trí đó chứ không phải giỡn đâu con người thì không phải là bậc thánh đâu ai cũng còn sai nhưng mà cái tâm phải chân thật là đúng Cái tâm chân thật nó cảm hóa chứ không phải giỡn đâu Nên những điều như Đức nói đây cho quý vị là người học Phật đó Đi đến đâu cũng vậy chứ nha Đi đến cái nhà ma Người ta ở được chứ vị ở được đó bây vừa đi đến nơi đó vị chấp tay tôi đi đến đây Đêm nay tôi ngủ một đêm Ở đây tôi niệm Phật tôi hồi hướng cho quý vị Mong quý vị để chúng tôi ngủ bình an Rồi người ta mừng quá trời luôn để cho quý vị ngủ Còn tự nhiên mở cửa nhào vô ngủ Tối hôm nay có chừng đem ra đường hết trơn Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị ơi Nó kinh cái đường sạch nhất hết trơn, đừng có nói chuyện giỡn chơ ha Đông Thiên Mục Sơn năm xưa Thấy không Cái nơi đậu chàng cứ Cư sĩ Tề Tố Bình Bà là muốn cho người ta chiên niệm Phật không Mà mời một số người tu về, là người tu về làm tùm lum tùm la ngược lại Cuối cùng bằng đêm ngủ ở trong phòng, sáng nằm ngoài săn Kinh khủng cho người người tu hành chạy mất dép bánh luôn Đó nên không đơn giản đâu nghe Nên mình nói mình, mình nghe nói trên Đà Lạt có mấy căn nhà ma Vì thử bữa nào vô gan vô đó ngủ thức ơi Mấy bà này gan lắm nè Diệu Ngọc đồ nó vô đó ngủ <laughs> Quỳnh Châu rồi đó Cái tư rồi đó dân địa Phật chuyên nghiệp không à Dân địa Phật là cao thủ Phương, Nguyễn Phương vui vẻ rồi đó là cao thủ không đó Thử lên đó ngủ đêm thử cái công phu làm sao Đúng không? Đúng không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình mà trong cuộc đời này mà có những cái chương trình mà đặc biệt đó Những cái nơi mà người ta bảo quan rồi người ta không ở đó Mà người ta cho mình niệm Phật mà người ta bảo vệ cho mình niệm Phật á Để tổ chức cho người ta tu hành là mình nên làm Để cho cái pháp môn tịnh độ này nó nó, nó, nó cho người ta thấy rằng Câu vật hiệu này không đơn giản cho chúng sanh được nhờ chỉ có ý gì thôi nó phi thường mà nó nó từ cái chuyện phi thường nó làm ảnh hưởng tịnh độ cho nhiều người được nhờ mà quá giải kiếp nạn nhân sinh Thôi chúc quý vị an lạc quý vị ơi A-di-đào Phật A-di-đào Phật à, Chúc quý vị an lạc nha Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị A-di-đào Phật Ai di đào Phật